Muốn không, muốn không. Em muốn bay nữa không? Hả? Em học công nghệ không tin. Các em đó. Cái bay nào cũng có bay, chị có tính sai của các bậc chị không? Không có tính sai. Chị có tính sai nhưng mà chị sẽ không khách được. Dạ, dạ. Khách thở. Khách thở. Chào biết thì bạn có thể cho biết cảm giác của mình khi đến với sự kiện ngày hôm nay. Hôm nay khi mà Yến tới đây thì cảm thấy rất là vui và thấy mọi người rất là đông. Nói chung là không khí rất là hoành tráng. Thì thấy mặc cái bộ váy này hôm nay tới đây cũng rất là muốn kéo váy cao lên một chút để cùng nhảy với tất cả mọi người. Và rất là vui khi năm nay Yến lại có mặt trong hạng mục đề cử của giải EO. Thì mong là năm sau và năm sau nữa Yến cũng sẽ cố gắng làm tốt cái hoạt động của mình, cũng như là làm thế nào để cho hình ảnh của mình sẽ phát triển hơn nữa và để có thể được đề cử nhiều giải hơn. Vậy mà nếu hôm nay bạn nhận được giải thì bạn sẽ làm gì để ăn mừng? Hôm nay nếu mà nhận được giải thì để nói thì nếu mà thực sự là năm nay là một năm rất là thành công đối với Hoàng Yến rồi, và nếu mà còn được nhận thêm giải ngày hôm nay nữa thì em nghĩ là về sẽ mời cả nhà đi ăn bếp nhà chè đồ đen luôn. Vậy thì sẵn đây là một sự kiện thời trang về làm đẹp mà dạ, tới mùa Tết nữa thì vào mùa 1 Tết thì Hoàng Yến sẽ khuyên các bạn là sẽ mặc cái gì để trông thật là may mắn nguyên một năm. Vào mùa 1 Tết thì còn phải tùy thuộc vào là bạn tuổi gì, bạn mệnh gì, mạng gì nữa. Thế nên là Yến cũng không có nói được là bạn sẽ mặc màu gì, nhưng mà mong là hãy mặc những màu mà phù hợp với bạn, những màu mà mang lại những sự may mắn, vui vẻ, và giống như là màu đỏ chẳng hạn, và không bao lì xì sẽ mang đến rất là nhiều tiền, hoặc là màu vàng là sẽ mang đến sự ấm áp đấy chẳng hạn là như vậy. Thì mong là mọi người sẽ có một mùa Tết thật là vui vẻ và ấm áp bên cạnh gia đình và người thân của mình. Còn Hoàng Yến sẽ mặc màu gì vào ngày mùng 1? Vào ngày mùng 1 chắc Yến sẽ mặc 6 màu, tức là ý là trong 6 màu đấy sẽ chọn một màu, đó chính là trắng xám ghi và đỏ hồng tím, tại vì đấy là màu phong thủy. Sao mình có dự định là mình sẽ mix 6 màu đó vào một bộ trang phục không? Thế ra dự định mix 6 màu đó vào một trang phục thì cũng hơi khó ấy, chưa nghĩ đến ạ. Bạn nghĩ như thế nào về đêm giao thừa? Đêm giao thừa thì thời khắc là từ năm cũ chuyển sang năm mới, nó là một cái thời khắc mà Yến nghĩ là ai cũng cảm thấy rất là hồi hộp và háo hức, tại vì không những là được xem pháo hoa mà không những là mình còn cảm nhận được rằng là qua năm mới mình cái chặng đường của mình đi nó đã dài hơn rồi, mình cần phải tiếp bước nhiều hơn, mình cần phải đi nhanh hơn chẳng hạn. Hoặc là sang năm mới thì những bạn nào mà đang chưa có công việc thì hãy cố gắng để tìm được cái công việc phù hợp với bản thân mình, hoặc là bạn nào mà đang gọi là học thì hãy cố gắng học thật là tốt, bạn nào mà đang có đam mê và đi theo đam mê của mình thì cố gắng là đừng có từ bỏ cái đam mê nó mà hãy cố gắng tiếp tục. Thì nói chung là cái giữa cái khoảnh khắc đấy thì đối với Yến rất quan trọng là vì Yến được ở bên cạnh gia đình và người thân của mình, thì đó là điều mà Yến nghĩ là khoảnh khắc ấm áp nhất năm. Còn riêng Yến thì năm 2018 thì mình đã đạt được những cái thành công nhất định mà mình mong muốn hay chưa? Trong năm 2018 thì phải nói thật sự với mọi người đó chính là một năm tháng rực rỡ. Và điều mà Yến mong muốn thì nó đã hơn hẳn những cái gì mà Yến mong muốn, thật sự là như vậy. Cộng với đó là Yến được rất là nhiều fan hâm mộ hơn, Yến được mọi người yêu thương nhiều hơn, được nhiều giải thưởng hơn, được mọi người công nhận nhiều hơn. Đó là Yến nghĩ là tất cả những cái mà tốt nhất trong năm qua, và năm vừa qua, năm 2018 là Yến thực sự không hối tiếc bất kỳ điều gì cả. Vậy thì dự định của mình sang năm mới sẽ như thế nào? Dự định sang 2019 thì mong là sẽ có một tháng năm rực rỡ hơn nữa của 2019, và Yến sẽ cố gắng để trau dồi cái giọng hát của mình cho tốt hơn, và những cái nhân vật ở trong phim Yến sẽ cố gắng để cho những cái gọi là những cảm xúc hay là những nhân vật khác nhau, để cho mọi người khi mà xem phim mình thấy những cái nhân vật khác của Hoàng Yến thể hiện. Mong là mọi người sẽ ra rạp và ủng hộ cho Yến nha. Yến sẽ đón Tết ở Sài Gòn hay Hà Nội? Em đón Tết ở Sài Gòn. Đón cùng gia đình hay như thế nào? Dạ, đón cùng với mẹ với em trai. Mình không có dự định đi du lịch à? Đi du lịch thì cũng chưa có nghĩ đến, nhưng mà tại vì là nguyên cả một năm là ở
ở ngoài đường rồi nên là đâm ra bây giờ thì Tết thì cứ ở nhà thôi đã, xong rồi có gì tính tiếp.